Xin chào em, chúng ta sang bài mã số ID là 210. Bài này nằm trong khóa vô cơ cơ bản, chuyên đề bài tập tạo thành và hòa tan kết tủa. Nói là cơ bản thôi nhưng bài này thầy xếp vào phần nâng cao. Vì khi xử lý cái bài là toán này, các em vẫn mất thời gian và chúng ta sẽ hoàn thành nó khó khăn hơn so với những bài cơ bản. Vì thế thầy xếp vào bài toán nâng cao. Đặc điểm của loại toán nâng cao này là người ta tiến hành hai thí nghiệm. Hai thí nghiệm này được thầy biểu diễn qua hai sơ đồ này. Việc khó nhất của loại toán này là các em phải chỉ ra được ở mỗi sơ đồ trường hợp nào đúng, nhôm 3 cộng dư đúng hay là OH trừ dư tạo ra muối AlOH4 lần trừ đúng. Đó là điều khó nhất. Thế thì để xử lý nó thì thầy hướng dẫn như sau. Với thí nghiệm nào OH trừ dùng nhiều hơn, ví dụ ở thí nghiệm 2 này OH trừ dùng nhiều hơn thì kết quả là OH trừ sẽ dư và nó tạo ra muối AlOH4 lần trừ. Vậy thầy chọn cái muối này mà thầy loại nhôm 3 cộng dư đi. Tương tự với thí nghiệm OH trừ dùng ít hơn. Ở đây thầy có OH trừ dùng ít hơn. Thì kết quả là nếu như cho kết tủa bằng nhau thì các em chọn trường hợp nhôm 3 cộng đúng. Ví dụ đây này, trường hợp này. Nhưng nếu kết tủa cho khác nhau, ví dụ đây là 2A, 1 phần 2A chứ không phải là A nữa này. Thì các em có thể là xét hai trường hợp. Trường hợp nào nghiệm đúng, nghiệm đẹp, các em chọn. Đó, phương pháp kinh nghiệm là như vậy thôi. Thế sau khi có sơ đồ này rồi, thì các em giải hệ ra, bảo toán nguyên tố là xong. Thứ nhất, với sơ đồ số 1, thầy có 0,08 mol trừ 0,02 nghĩa là gì? Nghĩa là cái OH trừ của thầy ở thí nghiệm 1 là dùng 0,08 mol. Nhưng trước khi phản ứng với nhôm 3 cộng thì nó phản ứng với H cộng trước. H cộng là 0,02 mol. Vì thế phải trừ đi lượng 0,02 đi. Thì ra lượng OH trừ còn lại phản ứng với nhôm 3 cộng. Tương tự với thí nghiệm 2 cũng vậy. OH trừ là 0,24 mol. Trừ đi 0,02 đi. Còn 0,22 mol phản ứng với nhôm 3 cộng. Các em chú ý với thầy chỗ này. Với sơ đồ đầu tiên, thầy bảo toàn OH trừ thầy có là A bằng 0,02. Với sơ đồ thứ hai, đầu tiên thầy bảo toàn nhôm trước, thầy có là muối nhôm của thầy là 0,4x trừ đi A. Sau đó bảo toàn OH trừ thầy có phương trình số 2. Giải 1 và 2, các em tìm ra A bằng 0,02 và x bằng 0,15. Vậy đáp án thầy có là B.